Trong thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với YouTube và Google để gỡ bỏ hàng nghìn clip có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cũng cung cấp danh sách 20 nhãn hàng có quảng cáo trên các clip YouTube phản động. Sau đó, Cục tiếp tục công bố thêm 40 nhãn hàng mới vẫn phát quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh các clip xấu độc. Việc ngăn chặn những hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội đang được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo sát sao với mong muốn dọn rác trên mạng xã hội. Qua rà soát của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay trên YouTube có khoảng 55.000 video clip có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật. Mặc dù trong thời gian vừa qua, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc trên YouTube, theo yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn rất nhiều bất cập, nên việc ngăn chặn, gỡ bỏ này như muối bỏ bể. Thì hiện nay là theo đánh giá và có sơ bộ là khoảng 55.000 cái video clip có nội dung xấu độc và vi phạm pháp luật. Đấy, chúng ta không kể hết được những cái video clip ở cái dạng nội dung mà phản cảm mà chưa xếp được vào đâu, mà chỉ là những cái video clip mà có nội dung khẳng định là vi phạm pháp luật hoặc là phát tán tin giả, là khoảng 55.000 clip. Đấy là trong khi mà chúng ta trong một thời gian dài vừa qua, đặc biệt là một năm gần đây, gỡ bỏ được gần 8.000 cái video clip xấu độc trên YouTube, tức là một cái con số rất lớn, và bản thân bên YouTube thì cũng có cái phối hợp đối với cái việc này. Thế nhưng mà cả hai bên đều nhận thấy rằng là cái quá trình này là một cái quá trình thụ động. Mình báo thì họ mới gỡ, nhiều khi còn tranh luận qua lại. Và cái việc này nó không hiệu quả, bởi vì là một phút trên thế giới là có hơn 400 giờ video được upload lên YouTube. Trong đó có Việt Nam thì không thể nào chúng ta chạy theo một cái cách như thế này được. Thế và trong quá trình trao đổi thì bên YouTube mới chỉ dừng lại phối hợp là gì? Gỡ từng link một, chứ cũng không có gỡ những cái kênh, nguyên kênh vi phạm, cho nên là cả hai bên đều rất vất vả. Đến ngày 25 tháng 6 năm 2019, trong buổi làm việc với các bộ ngành, các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động quảng cáo của Google tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định sự quan trọng của việc giữ gìn một không gian mạng lành mạnh. Loài người thì đang chứng kiến một cái sự chuyển đổi hết sức vĩ đại trong lịch sử mấy chục nghìn năm tồn tại của loài người. Đó là sự chuyển đổi từ thế giới thực vào thế giới ảo. Có người thì gọi thế giới số, không gian mạng. Hiện nay đang diễn ra điều gì? Đang diễn ra là cuộc sống thì đi vào nhanh hơn. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng pháp luật thì lại đi vào chậm hơn. Văn minh trên không gian mạng cũng mới là bước đầu. Và chúng ta đang có một cái gap, đang có một cái độ trễ, thiếu sự song hành cuộc sống, luật pháp, văn minh trên không gian mạng. Và vì thế nảy sinh rất là nhiều vấn đề, nguy cơ. Chúng ta thì cũng đang cùng sống, cùng thở trên cái không gian này. Cho nên giữ cho không gian mạng lành mạnh, không có ô nhiễm là nhiệm vụ của mỗi chúng ta, và cũng là vì chính chúng ta. Theo đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, trong thời gian qua, Cục đã phát hiện có khoảng 100 nhãn hàng trong nước vi phạm quảng cáo trong các clip chứa thông tin xấu độc. Đặc biệt, dòng tiền quảng cáo này lại được Google chia sẻ cho các đối tượng sản xuất clip xấu độc, phản động. Điều này vô hình chung đã gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quảng cáo, là nguy cơ đáng lo ngại, gây ảnh hưởng đến sự an toàn, uy tín của các thương hiệu, doanh nghiệp. Việc tái diễn tình trạng này cho thấy các biện pháp khắc phục của Google không giải quyết được triệt để những vi phạm này, gây rủi ro cho các thương hiệu khi quảng cáo trên YouTube. Nguyên nhân dẫn đến sai phạm của Google, YouTube là do cơ chế quản lý nội dung đăng tải còn lỏng lẻo. Người dùng dễ dàng mua quảng cáo trực tiếp với Google, YouTube mà không cần thông qua các đại lý bán quảng cáo trong nước. Cái này là một số nguyên nhân. Một là bộ lọc của YouTube hoạt động chưa thật sự hiệu quả, cho nên vẫn còn kẽ hở để người sử dụng đăng tải nội dung vi phạm. Nhưng mà núp dưới những tiêu đề chuyên mục không vi phạm. Việc này thì nói cũng phải nói hai chiều, tức là theo thống kê của YouTube mà có báo cáo với Bộ Thông tin Truyền thông thì các YouTuber Việt Nam, rất nhiều người cũng có những cái nội dung vi phạm chủ động đưa lên để kiếm tiền. Theo thống kê của YouTube là có, nếu như có 10 đồng thu nhập đến từ những hoạt động vi phạm tiêu chuẩn của YouTube để mà hy vọng là được kiếm tiền, thì trên trong 10 đồng thì có 5,8 đồng là ở Việt Nam. Tức là mình là đứng đầu.
các nước trên thế giới về cái tỷ lệ sản xuất các loại nội dung vi phạm để kiếm tiền trên YouTube trên toàn thế giới. Và các đại lý quảng cáo đang chạy quảng cáo cho họ cũng có đại lý nói rằng là không kiểm soát được. Nhưng thực ra nếu nói đúng hơn phải nói là không chi phối được cái việc này với cả YouTube. Bởi vì là cái tính năng này là YouTube và Google cung cấp, và nếu như chạy quảng cáo trên YouTube Google cho đến giờ này gần như là chấp nhận chuyện đó. Những cái nghiêm trọng hơn là có bằng chứng cho thấy rằng là những cái kênh và những nội dung vi phạm pháp luật mà được nhiều người xem ấy, thì lại cũng được YouTube bật chức năng kiếm tiền. Cho nên là những cái clip, những nội dung mà vi phạm pháp luật hoàn toàn có thể trở thành một nguồn hành hoạt động kinh tế, kiếm được tiền. Và chúng tôi cũng có cái giá quét đo, giá quét một cái lượng view trên một cái clip nó có thể khiến cho cái lượng trả tiền lên trên cái clip đó nó có những lúc nó lên đến khoảng độ hơn 100 đô la, đặc biệt là có những cái clip nó lên đến 300 đô la. Và cái nguồn tiền để ủng hộ cho những hoạt động chống phá này lại là chính là nguồn tiền đến từ các doanh nghiệp, các nhãn hàng có tiền quảng cáo, và bản chất là tiền của người tiêu dùng Việt Nam khi chúng ta bỏ tiền đi mua cái hàng hóa đó. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng cho biết thêm, các sai phạm này đến từ nhiều chủ thể tham gia hoạt động trên YouTube, gồm YouTube, Google, các đại lý quảng cáo của Google tại Việt Nam, người mua quảng cáo trên nền tảng YouTube, Google là các nhãn hàng, thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung trên YouTube và các công ty đối tác quản lý đa kênh của Google tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp khi biết quảng cáo của mình xuất hiện trong những clip có nội dung vi phạm pháp luật cũng tỏ ra hết sức bàng hoàng. Và chính các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam cũng thừa nhận họ chưa có công cụ kỹ thuật để có thể tự động tìm ra các video có nội dung xấu độc trên YouTube. Doanh nghiệp cũng có một cái sự ngạc nhiên nhất định vì đây là một sự công việc mà tôi xin khẳng định là ảnh hưởng rất lớn đến cái thương hiệu như cái uy tín của doanh nghiệp tại Việt Nam. Tôi đã dừng hết tất cả các quảng cáo của Shopee. Thực ra tụi em không được sở hữu, hay là tụi em cũng chẳng có được là kiểm soát hay là ngăn chặn tất cả những cái việc mà cái video xấu. Thì thực ra thì cái nền tảng này thì tụi em thật sự tụi em cũng không quản lý được, cho nên tụi em cũng lại làm việc với bên Google và YouTube. Tụi em đang cố gắng sử dụng những cái mà cái phần mà để sàng lọc, để tụi em filter lại những cái gì là blacklist hay whitelist. Cái nền tảng đó là xây dựng và do YouTube và Google họ quản lý, cho nên thực sự ngăn chặn thì mình chỉ sàng lọc. Môi trường mạng cũng giống như ngoài đời thực, có rất nhiều nguy hiểm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh. Chính vì vậy, Việt Nam cần đưa ra những quy định cụ thể cho các hoạt động xuyên biên giới, cho các doanh nghiệp nước ngoài nếu muốn kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Tôi kêu gọi tinh thần thượng tôn pháp luật của tất cả các bên liên quan. Đặc biệt là sự thượng tôn pháp luật trên không gian mạng. Thượng tôn pháp luật là điều kiện tiên quyết của bất kỳ doanh nghiệp tử tế nào. Tôi cũng kêu gọi sự tuân thủ pháp luật Việt Nam của các nền tảng xuyên biên giới. Các bạn đến đây làm ăn, thu tiền, trở nên giàu có, thì các bạn cũng phải góp sức, góp phần cho đất nước này thịnh vượng hơn, ổn định và phát triển hơn. Việt Nam không chào đón các doanh nghiệp xuyên biên giới vào đây mà không tuân thủ luật pháp Việt Nam. Bên cạnh đó, những người sử dụng mạng xã hội cũng cần nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia vào môi trường này. Đồng thời, chúng ta cũng cần có những biện pháp kinh tế và kỹ thuật mạnh mẽ hơn nữa để có thể quét xác trên mạng xã hội mà không phải trông chờ vào lòng tốt của các ông lớn như Google hay YouTube.